Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta thấy rằng là trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì nhóm cổ phiếu banh đã có một cái lực tăng khá là tốt và rất nhiều anh chị em nhà đầu tư đang quan tâm trở lại và đang hỏi Hùng là chúng ta có những cái điểm mua của nhóm ngành banh hay không. Thì trước hết thì Hùng sẽ có một vài các cái ý để Hùng phân tích lại cho các anh chị như sau. Tức là về bản chất kỹ thuật thì team của Hùng Lê cũng đã có những cái phân tích về sóng banh kể từ khoảng cách đây khoảng ngày mùng 6 tháng 11 tức là cách đây khoảng tầm 2 tuần về trước thì chúng ta đã bắt đầu uh, có những cái sự phân tích uh, về sóng banh bởi vì hiện tại thì hùng thấy rằng là dòng tiền bắt đầu nhen nhóm tập tập trung uh, vào nhóm này và cái câu chuyện là chúng ta cần phải có đánh giá thêm về cái lực cầu cung cầu của uh, nhóm banh thì chúng ta mới có thêm cái sự phân tích khá là tốt và hùng cũng đã lựa chọn ra một số các cái mã cổ phiếu nhóm banh ví dụ mã cổ phiếu shb rồi đây đây các anh chị nhá ngày mùng tháng 11 này thì chúng ta có shb này rồi sau đó thì uh, liên tục uh, cập nhật các cái chiến lược về phân tích sóng ngành đó. Uh, ví dụ như là chúng ta uh, tập trung đối với nhóm chứng khoán thì chúng ta nên tập trung vào cổ phiếu VCI, SSI, FTS, V, SSS, uh, ví dụ như vậy. Đối với nhóm ngành bất động sản dân cư thì chúng ta sẽ tập trung vào DG, Cell, Novaland. Đó, thép thì chúng ta nên tập trung vào Hoa Sen, Nam Kim và Hòa Phát. Đó, đầu tư công thì chúng ta nên tập trung những mã cổ phiếu nào. Đó và tiếp tục cách đây 4 ngày tức là ngày 10 tháng 11 thì chúng ta tiếp tục phân tích À, cho các anh chị một số các cái mã cổ phiếu về nhóm banh Đây, cách đây 4 ngày Thì uh, một số các cái mã cổ phiếu banh Hùng lọc ra khá là tích cực khá là tốt, gồm có mã cổ phiếu BIDV, à, công thương, ví dụ BIDV thì cũng sẽ tiếp tục uh, phân tích thêm các cái vùng mua ở quanh vùng 42, 42.5 công thương thì có thể là vùng 28.5 đến khoảng vùng 29, STB thì có thể vùng 29, 29.5 à, Techcom thì có thể chỉnh cung ở vùng 30.3, 30.5, 30.8, SHB thì tiếp tục là gì, vùng 10.8, vùng 11, vùng 11.2 à uh, tiên phong bank, ờ uh, tp bank thì 16.5 đến vùng 17 và eib thì có thể vùng 17.6 đến vùng 10 à uh, 7.8 đến vùng 18. Và đối với các hành động của tài khoản đang cầm banh thì chúng ta uh, sẽ tiếp tục gì ạ? Uh, ke những cái vùng hỗ trợ này để chúng ta gì? Chúng ta có thể tham khảo để chúng ta có thể ke thêm lệnh để mua. Và dữ liệu phân tích của 9 ngày 9 tháng 11 cho thấy dòng tiền vẫn tiếp tục hướng vào sóng bank ở trong nhịp này đó và ở hùng lê cũng lưu ý là tất cả các cái phân tích của cá nhân hùng lê thì thường đi sớm hơn so với thị trường do đó thì các anh chị em của chúng ta cũng nên uh, dành thời gian để chúng ta có thể uh, diện uh, phân tích và chúng ta ghi chép lại để chúng ta có một cái nhịp đầu tư khá là tốt À, bây giờ thì hùng sẽ view uh, lần lượt một số các cái mã cổ phiếu nhóm banh để các anh chị nắm được uh, xu hướng dòng tiền ở trong thời điểm hiện tại. Thì đầu tiên là mã cổ phiếu SHB. Thì đối với SHB ở trong thời điểm hiện tại là cực kỳ đẹp với các anh chị nhá. Điểm mua đầu tiên thì hùng đã có phân tích đó là vùng 10.7 đến vùng 11. Và sau đó cách đây 4 ngày, tức là phiên ngày mùng 10 á thì hùng bắt đầu dự báo rằng là cái xu hướng kỹ thuật của nhóm banh nó sẽ quay trở về test và các cái vùng test kỹ thuật của cổ phiếu này nó sẽ ở khoảng vùng 10.8. 11, 11.2 và các anh chị nhìn thấy là ở đây chúng ta có cái điểm test ở vùng 11 và như vậy là chúng ta đã có điểm mua ở 11, 11.2. Phiên ngày hôm nay thì hơi tiếc một tí, tuy nhiên dòng tiền của phiên ngày hôm nay SHB đã bắt đầu đánh lên khoảng tầm vùng 25 triệu cổ phiếu trên một phiên, đó là một lực cầu cực kỳ tốt của SHB rồi, đúng không anh chị? BIDV hiện tại thì chúng ta thấy rằng là BIDV cũng đã có một cái vùng tích lũy chỉnh cung khá là tốt ở quanh vùng 39 đến khoảng vùng 40. Và sau đó ở phiên ngày 6 tháng 11 thì cũng có phân tích ở vùng hỗ trợ kỹ thuật 41 đến khoảng vùng 41.5 và tiếp tục chúng ta có điểm chỉnh cung kỹ thuật ở quanh vùng 42 thì các anh chị nhìn thấy ba cây nến test lại ở quanh vùng 42 và phiên ngày hôm nay thì dòng tiền tiếp tục được kích hoạt và cổ phiếu BIDV bắt đầu bật tăng trở lại. Như vậy là chúng ta có thêm điểm mua 42 rất là tích cực đúng không ạ? Đó và Uh, khả năng thì Bit sẽ hướng về khoảng vùng cản 44.5% uh, đến khoảng vùng 45% CTG trong thời điểm hiện tại cũng rất là đẹp rồi thì các anh chị cũng nhìn thấy đây, sau khi CTD có một cái nhịp tích lũy tạo nên ở khoảng quanh vùng 27 27.5 và vùng bắt đầu uh, nhận diện thấy xu hướng của cổ phiếu này ở quanh vùng 28 đến khoảng vùng 28.3. Chính vì vậy phiên đây cái điểm đánh xanh này chính là phiên 6 tháng 11 các anh chị. Phiên 6 tháng 11 thì cũng bắt đầu phân tích uh, các cái điểm mua của sóng banh và các anh chị nhìn thấy các cái điểm mua rất đẹp của uh, cổ phiếu công thương ở quanh vùng 28.5. Và sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục có những cái vùng uh, test cung kỹ thuật lại ở vùng 28.5, 28.7, vùng 29 và phiên uh, phiên đây này. Đó, uh, phiên ngày 10, ngày 10, đó, ngày 10 chúng ta cập nhật thì đến phiên ngày 11, uh, chúng ta có tiếp vùng 29 để chúng ta cân và đóng cửa phiên 29.8. Ờ uh, với lực cầu khá là tốt, tín hiệu đường MACD hướng lên, như vậy thì công thương cũng có thể hướng về khoảng quanh vùng 2 uh, 30.5 đến khoảng quanh vùng 31. TPBank, TPBank cũng là một mã cổ phiếu rất là hay và chúng ta cũng đã có vùng ở hỗ trợ kỹ thuật 16 16.3. Cái điểm đánh xanh này chính là cái điểm mà chúng ta bắt đầu phân tích xu hướng và chúng ta nhìn thấy bắt đầu từ đây thì như vậy TP cũng bắt đầu có cái sự hình thành khá là tốt và trong tuần chúng ta có thêm điểm 16.9 đến khoảng quanh 17 ở đây. Và TP thì nó đang hướng đến khoảng cảnh kỹ thuật nhịp này ở khoảng vùng 18 18.5 đến khoảng vùng 19. Uh, Techcombank cũng là một cái mã cổ phiếu rất là hay và cũng đã có phân tích cái sau cái, cái nhịp này thì cũng không phân tích được nhưng bắt đầu sau khi mà TP Uh, Techcom uh, vượt thoát lên vùng 30.3 và nó bắt đầu có cái điểm test kỹ thuật ở đây Là vùng 30.3, 30.5, 30.8 đó là vùng hỗ trợ kỹ thuật mà ông Lê uh, có phân tích kể từ thời điểm phiên 6 tháng 11 ở đây Và chúng ta nhìn thấy đây là các cái cây nên test lại ở vùng 30.3, 30.5 cực kỳ đẹp Chúng ta có những vị thế của Tech ở quanh vùng này uh, Trên góc độ kỹ thuật chúng ta tiếp tục ngắm về vùng cảng kỹ thuật 33, 33.5 đến khoảng quanh vùng 34 Đây là vùng hướng uh, tiếp theo của cổ phiếu TVbank STB STB cũng như vậy Cái nhịp ở sâu này thì cũng không có phân tích Nhưng sau khi mà STB vượt thoát lại được ở đây Đó là vùng 29 Đây thì chính là phiên 6 tháng 11 là Cổ phiếu này vượt thoát lại vùng 29 Thì cũng có phân tích là gì Xu hướng kỹ thuật là cổ phiếu nó sẽ quay trở lại Ở vùng 29, 29, 3, 29, 29 5 Đây sẽ là những cái vùng test kỹ thuật của cổ phiếu Và đối với các cái tài khoản mà chúng ta đánh lướt Thì chúng ta có thể canh ở vùng này thì chúng ta cân Và hiện tại thì đóng cửa ở phiên này Thì đóng cửa vùng 30 lực cầu khá là tốt Góc độ ngắn hạn thì chúng ta có thể kỳ vọng phiên ngày mai và các phiên tiếp theo thì STB sẽ tiếp tục vượt thoát ở vùng 30, hướng lên vùng cản 31 và có thể xa hơn là chúng ta có thể ngắm lên ở quanh vùng cản, kỹ thuật ở đây là quanh vùng cản 32. Ờ, cổ phiếu EIB EIB cũng là một mã cổ phiếu rất hay và nó đánh rất là nhạy với xu hướng của thị trường và khi mà thị trường phục hồi nhóm banh phục hồi thì EIB chúng ta không thể thiếu được và đối với EIB ở vùng hỗ trợ kỹ thuật 16.5 đến vùng 17 cũng bắt đầu nhận nhận diện thấy và đây là phiên ngày 6 tháng 11 thì cũng bắt đầu phân tích cổ phiếu EIB xu hướng của EIB nó sẽ có xu hướng quay Trả cung ở vùng 17.6, 17.8, vùng 18 và các anh chị nhìn thấy đây, đó vùng 176 đúng không ạ, nó trả rất là đẹp ở đây, vùng 17.6 này, rồi vùng 17.8 và vùng 18 và phiên ngày hôm nay thì EB có một uh, lực cầu 23 triệu cổ phiếu và tăng kịch trần. Về tính tạo lập của cổ phiếu EB thì nó thường có những cây nến kéo rất rát, rất nhanh và chỉ có khoảng tầm độ 3 đến 4 cây nến thôi, thì như vậy là EB của chúng ta sẽ có được một cái target cực kỳ là cao đó và cái việc mà chúng ta tiếp cận sớm đến uh, cái 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 gọi là cái vùng hỗ trợ kỹ thuật và các cái điểm uh, chiến thuật uh, trong quá trình chúng ta mua cổ phiếu thì như vậy là giúp cho chúng ta uh, tối ưu được uh, giá vốn uh, ngoài ra thì các anh chị cũng có thể uh, nhìn thấy meb meb cũng đang có cái sự phục hồi khá là tốt tuy nhiên là hiện tại thì hùng chỉ lựa ra uh, một số các cái mã cổ phiếu đặc trưng và trong ngắn hạn thì hùng nhìn thấy rằng là TPBank, uh, shb techcom đấy là những cái mã cổ phiếu rất là hay trong nhóm banh và uh, còn điểm mua và chúng có thể cho đấy cổ phiếu shb này SHB là rất là hay đó và cái đường đi của cổ phiếu SHB này thường nó sẽ đi rất chắc và chỉ cần lực cầu nó tiếp tục di chuyển và tiếp tục vào lươn chuyển vào khoảng tầm độ cứ trung bình khoảng tầm độ 25 đến khoảng tầm 30 triệu đến 40 triệu cổ phiếu trên một phiên thì như vậy là cái khả năng là SHB sẽ đánh quay trở lại đỉnh cũ tức là vùng 12.5 13 13.5 ở đây như vậy là chúng ta cũng đã có một target nho nhỏ, nhỏ nhẹ nhẹ đối với mã cổ phiếu SHB đúng không ạ thì về cơ bản là như vậy thôi sóng banh thì bắt đầu hình thành phục hồi ờ, nhịp tăng và dòng tiền bắt đầu quay trở vào về trở, trở vào đây và hùng sẽ tiếp tục cập nhật xu hướng của cổ Củ phiếu banh và trong ngắn hạn thì chúng ta sẽ tiếp tục có thêm một sóng ảnh banh để cho tất cả những anh chị em chưa đánh banh để chúng ta thực hiện tối ưu hóa lợi nhuận của nhịp này bản phân tích cập nhật về sóng banh đến đây là hết thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả anh chị em nhà đầu tư trong các bản cập nhật tiếp theo